siêu thị lọc nước online lớn nhất Việt Nam Eco248.com bơm 5,5 tỷ đồng lên thân máy lọc nước. Pearl này, Pan này, Phoenicia và Chosoria, đó là quần của đội bạn. Như vậy chúng ta có bộ đôi chó và gà hơi xấu trận này, nhưng vẫn có một cung tuyển Egypt trong tay của game thủ Gunny. Nếu như mà đánh tốt thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đánh được trận này. Đội bạn dù là chém tuyển, nhưng mà nếu mà chúng ta đỡ được ấy, thì chém tuyển thì nó sẽ rất hay phế, như kiểu là con pơ ấy. Con pơ mà bài đẹp thì nó mới đột biến thôi, còn bài nó xấu thì nó cũng rất là khó chơi. Nên là trận này cửa thắng vẫn cứ là cực kỳ sáng ngời. Đại sứ hiệu chúng ta không quảng cáo cho cái gì anh em ạ. Đơn giản là vì cô thích ngồi sau sẻ thì cô ngồi thôi, chứ hôm nay không có quảng cáo gì. Bạn thân chim sẻ. Vâng, sắp xếp chúng ta xem nào. 6-7 trong cánh. Như vậy chúng ta có thể sắp xếp đó là Egypt cho son trong cánh, Minoan của Mệnh ở ngoài cánh và Greg của chim sẻ cũng ở ngoài cánh. À không, Greg của Mệnh. Chim sẻ là người được cầm Min. À, xin lỗi. Mệnh đúng là cầm Minoan. Minoan cái cung nhỉ? Hình gì? Ủa, thôi. Nhìn bài này thôi, chém. Đây là Gunny. Đây là Hồng Anh, chúng ta xem sẻ nhá. Mỹ quay trở lại sau mấy phút. Ice, Homus, Rogan, Homus, Somus.
Và thông tin báo về bài chúng ta là hơi xấu nên mà anh máy chim sẻ. Bây giờ bắt đầu ăn vàng hơi muộn, đây là Hồng Anh. Ái chà chà. Và Hồng Anh quyết tâm là dùng cái thân hình 30 cân của mình để có thể cố gắng ôm bom vào nhà của Hoàng Mai Nhi. Rất may là bài và anh Hoàng Mai Nhi không phải là người quá cao to. Anh này thì cũng chẳng chỉ tầm 40 cân thôi. Ôm được không đây? Con giò là công giáp dành cho Hồng Anh. Vâng, rất thổ báo cáo trồn. Rồi. Mất luôn con giò, có con tê. Đập chết con tê đối phương. 1L1T, vẽ ruộng ở nhà. Vẻ đấu rất sexy lady dành cho game thủ Hồng Anh. Bắn con tê trước, có con chém. Hồng Anh đang xin 1T và 1 giò đều. Bài của game thủ Hoàng Minh là người cầm phộ phô với chúng tôi này. Có chém rồi, Hồng Anh vẫn đang ôm bom khá hay. Lên đời xong dày Hoàng Minh. Nhưng anh ta đang có thể gọi là khá yếu. Bắn tên này. Quyết định là đen nhà ra đâu và chạy đây. Hoàng Minh đang đảo như giang lạc. Thêm một con chém nữa. Vâng, 3 con tê dày Hồng Anh. Cực kỳ khó chịu. Mà đánh máy của game thủ Chi Mệnh tham lai 25. Đối đầu với anh đó chính là BB là người được cầm pơ. Bánh xe chưa có, lạc đà đang tới nơi. Chi Mệnh đang vẩy ê. Nhưng mà đây còn rất nhiều giấc. Mệnh về không thành công. Mệnh rất yếu. Hồng Anh báo về 3 chết luôn. Hay. Vâng, bài đấu cầm công thập cẩm các kiểu đà điểu GQK. Và ông Anh đang khá thành công với cái bài đấu của mình. Vâng, bắn chết được rất nhiều dân của thủ Hoàng Mai Nhi. Mặc dù vậy thì em là người chịu anh xem. Vâng, ôm bom thành công cái bài này nhá. Vâng, cung ở đầu cánh đã chính thức là chết. Chết rất sâu đấy. Và anh ta gần như là không có cái gì cả ở trong trận này. Vâng, bơm gỗ cho đồng đội. Và bây giờ thì lên bánh xe. Nhưng bắt đầu bị quản bởi game thủ Vlog. Vâng, xin trăm vàng. Nhà không có gì ngoại trừ vàng. Đấy, bơm hết đồ đi cho ông cân mát đi. Đấy. Đánh trên này là tốt lắm rồi. Đây là mảnh máy của Gunny. Gần như vậy là Gunny tham là 20. Vâng, đánh kiểu cung cung kiểu gì đây. Vâng, trong cánh anh đánh kiểu cung lom dom. Nhưng mà vẫn đỡ được nhà. Vẫn đỡ được đấy. Vâng, cái lom dom này thôi mà chém muốn vào là hơi khó. Vâng, Xuân Thứ đang đứng để cung R của Gunny bắn free. Đỡ thoải mái thôi này. Trẻ đánh được đấy. Đây là ông anh tham 20. Bắt đầu sang nhà thứ hai. Vâng, đánh gần như là chết. Gần như là fit nhà của Hoàng Mai Nhi rồi. Quay chắc chạy được vài dân thôi. Mồ một đang to. Lấy Thumper anh em ơi. Lấy Thumper lánh được ấy. Chim sẻ đang rất khỏe ở đầu cánh. Thăm lai là 38 dành cho game thủ chim sẻ. Nhà là siêu kín. Vâng, đánh kiểu y thủ che thiên. Vâng, thủ phù với chúng tôi. Vâng, thủ phù với chúng tôi. Vâng, 30 đoàn trong tay của Xuân Thứ. Rất đen cho anh ta. Là anh ta công vào nhà của Gunny. Gunny có đầu cánh thì lại gặp một thế nhà quá kín của chim sẻ khi cầm gích. Vâng, đây rất có thể sẽ là siêu phẩm giành liên quân của Eagle. Quay trái với Hồng Anh. Một trận đấu Hồng Anh đang đánh rất hay. Nhưng thông tin nhận về thì màu 4 là bài đấu đi dừng lờ. Nhưng anh ta lại vẫn thủ phù ở nhà. Mệnh liệu rằng có nhà hay không. Vâng, mệnh tham 23 hơi bé. Nhưng được cái là có hốc. Và vẫn đánh được trong trận này nha. Đội bạn chắc chắn sẽ phải cho game thủ cầm Phonesian hồi. Và tôi nghĩ là Hồng Anh cứ quay trở lại quản con phô là được. Bởi vì Phonesian là đơn vị quân duy nhất mà đội bạn đánh chủ lực. À, Pơ đánh gì á? Pơ dừng lò đúng không? Pơ dừng lò thì không sợ. Thoải mái đi, để xem nào. 29 dân dành game thủ cầm cho Son Rian thoải mái thôi. Vâng, cung Amiran đẩy là chắc chắn sẽ chết, không cửa đỡ. Vâng, phải chăng... Hình như chúng ta vẫn chưa thấy được nhà của ai? Chưa thấy nhà ai? Chưa thấy nhà Pơ. Đấy, gần tới đấy. Đây, 6... đỉnh 6 giờ luôn. Hình như nhà Pơ khung. Tôi thấy tham lai của Pơ xe đang to nhất ở đội bạn. Vâng, 29 dân của game thủ cầm cho Son về lớp. Và đang đánh kiểu chém thủ. Ở nhà Hồng Anh đang nhấp nháy rất nhiều. Lạc đà đang cực đông. Mệnh. Đừng có ra ngoài nha em ơi. Đừng có ra ngoài nhá. Ra ngoài là tím đấy. Đây rồi. Hồng Anh cứ ôm. Cứ ôm Hoàng Mì là tươi. Nhưng mà biết có ôm được không. Hồng Anh còn có 2 con chém tham 12 thôi. Quay trái với màn hình máy của game thủ cả đấy ơi. Thủ phù đúng không? Thủ phù đúng không? Vâng, như vậy là mệnh bị câu ca. Ai à.
Không có vàng đồng đội ơi, cho xin tí vàng có được hem. Có lên cái giáp không? Lên giáp chúng ca. Ôi vẩy ơi. Lên giáp chúng ca, lên giáp chúng ca. Lên giáp chống ca. Quay trả em Gunny nào. Vâng, Gunny sẽ có nhiệm vụ đó giải quyết game thủ cầm M4 này. Bài đấu mà thủ toàn phù dành M4 thôi. Vâng, bây giờ mới bắt đầu tăng nhà BL dành cho V-Lup. Như vậy thì không thể lên M4 đâu. Cứ thoải mái mà đánh đi. Quay trả em Mạnh nào. Mạnh đỡ tấn công ca kiểu gì đấy. Cung A không phải là quá nhiều. Có rền giữ thả diều được hay không? Để chờ game thủ chim sẻ được đưa sang. Vâng, chim sẻ chỉ cần có tầm 5 con y sang là xong. Chim sẻ bỗng dưng trở thành người khỏe nhất map ở trong trận đấu này với tham 51 khi được cầm Greg ở đầu cánh. Bản đồ đã lên xong, y đang chuẩn bị tới nhưng y chưa giáp 4 xe ơi. Tôi đang cần có giáp 4 chỗ con y. Vâng, giáp 4 chỗ con y sẽ là cực kỳ quan trọng. Đấy chỉ là thông tin báo về Hồng Anh ôm chết nhà của Hoàng My. Quá hay dành em tôi. Vâng, bài đấu vâng của Hoàng My cũng là bài đấu rất đẹp. Mặc dù là nằm đầu cánh nhưng bài của anh ta là có thế khung, có hai rừng và được người chém cho. Nhưng anh ta lại bị Hồng Anh ôm chết. Vâng, Gunny tham 47. Nhiệm vụ của Gunny đó chính là chỉ đi chăn nhà của game thủ cầu 4 thôi. Có làm tí chăn M1 đúng nhở? Chưa chăn M1 kia. Một đỉnh góc 6 giờ không ai chăn. Pơ không mấy xe. Vâng, tham này là 39 dành cho Chuyên Mạnh. Một bài đánh cung A không đào vàng. Vâng, không đào vàng. Đây là Hồng Anh. Vâng, như vậy là Hồng Anh đang có tên rất hay dành cho game thủ Hồng Anh. Vâng, cầm dân đề dập dân pơ. Tỷ số là 1-0 cho C3 dành Kato đến từ Eco. Thế bảo tìm. Tôi vừa vào đại sư hiệu, ta bảo là anh ấy vào nhanh nên không tím hết rồi. Mà đúng là cũng tím thật. Vâng, bài chúng ta siêu thị lọc nước online lớn nhất Việt Nam Eco 248.com. Bơm 5,5 tỷ đồng lên thần máy lọc nước. Anh em xem video thì nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh Chim Sẻ Nặng Official để giúp mình sớm có được nút bạc YouTube đầu tiên nhé.